Công ty chúng tôi xin giới thiệu động cơ điện liệt giảm tốc. Đây là sản phẩm công nghệ Úc đã xuất khẩu đi hơn 30 nước trên thế giới. Kho hàng của công ty chúng tôi luôn có sẵn giảm tốc từ 200W cho tới 7,5 kW và có các tỷ số truyền từ 1/3 cho tới 1/200. Sau đây là giảm tốc 0,2 kW. Đây là mẫu giảm tốc chân đế. Mẫu giảm tốc này có tỷ số truyền bằng 1/40. Trục của giảm tốc có đường kính là 22mm. Ampere định mức khi đầu tam giác là 1,18A, khi đầu sao là 0,68A. Trục của giảm tốc là thép siêu bền, được tôi nhiệt luyện để tạo độ cứng tuyệt đối. Kết cấu của hộp cực điện dày, chắc chắn và an toàn. Chất lượng vỏ gang của hộp giảm tốc đặc, nặng và chống rung, nhờ vậy kéo dài độ bền của sản phẩm. Phía bên ngoài của giảm tốc được sơn 3 lần bằng công nghệ sơn tự động. Quy trình sơn được hấp sấy để nước sơn bền nhiều năm. Đây là giảm tốc mini có khả năng điều chỉnh tốc độ. Còn đây là các loại hộp số giảm tốc, motor có sẵn trong kho hàng của công ty chúng tôi. Ngoài ra, quý khách có thể lựa chọn hàng ngàn mẫu giảm tốc khác từ kho hàng motor lớn nhất Việt Nam. Xin mời quý khách liên hệ số điện thoại 098 164 5020 của công ty chúng tôi để được bảo giá ưu đãi nhất thị trường Việt Nam.